Con Hưu còn biết yêu thương mẹ. Về mẹ xả thân bồi sữa cho dê con. Đại bàng lớn tụ thành đàn bay về hướng nam. Những con quạ còn biết đút mồi cho quạ con. Người già luôn định được phương phía trước. Bồ câu thường giúp người đưa thư. Bò già rồi mà vẫn phải cày ruộng cho người. Chó thì rất trung thành với chủ. Không khí với ánh sáng mặt trời vốn dĩ rất tự do. Hơi thở dưới đao của người đồ tể là ngắn ngủi như thế. Tất cả nhịp mạch đập đều là tuyệt vời của thế giới này. Tôn trọng tất cả sinh mệnh chính là yêu quý sinh mạng chính bản thân mình. Bảo vệ tất cả sinh mệnh chính là mang lại món quà hạnh phúc cho bản thân mình. Ai lại không mong muốn có bạn chứ? Làm bạn, tình cảm trên của người mẹ. Ông Tôn à, lại dắt Nhịn đi mua thuốc à? Phải. Ông có tuổi rồi đó mà, sao lại phải vất vả như thế này? Ở giữa lại bên cạnh cũng có thể làm bạn đó mà. Ông già này, đúng thật là. Nói chuyện gì vậy Nhị Ni? Ông nội đây. Ông nội, ông nội, ông nhìn con đại bàng đó kìa. Nhị Ni à, ở tiền của chúng ta chỉ có thể đủ để mua thuốc thôi. Cháu muốn ăn thôi để lần sau hả? Ông nội, cháu mua nó không phải để ăn. Không ăn. Nhị Ni, nếu không phải để ăn vậy cháu muốn mua nó để làm gì? Tiền của chúng ta thật sự chỉ có đủ để mua thuốc thôi đó mà. Để lần sau ông kiếm đủ tiền lại mua cho cháu hả? Cháu muốn mang nó về nhà chơi với cháu. Thì ra là như vậy. Được rồi. Mau đạn, mau ăn đi. Mình mua con chim này cũng không uổng. Mau đản, mau đản, ngày mai chúng ta đi cùng ông nội ra đồng làm việc nha. Mau đản, mi thật ngoan. Nhị Ni vỗ tay cùng với mi, vỗ vỗ tay rồi cười một cái. Mau đản là bảo bối ngoan của ta. Mau đản là bảo bối ngoan của ta. Nhị Ni vỗ tay cùng với mi. Vỗ vỗ tay rồi cười một cái. Mau đản là bảo bối ngoan của ta. Ê, Nhị Ni. Làm sao vậy? Mau đản, mau đản, mày muốn đi đâu vậy? Mau đản. Ông nội. Ông nội. Nhị Ni, Nhị Ni. Mau đản, mau dừng lại, mau dừng lại. Nhị Ni à. Nhị Ni. Cháu sao rồi? Cháu ngã có đau không hả? Con súc sanh này sao lại dám phát cuồng như thế này hả? Sẽ mày làm Nhị Ni ngã như vậy? Coi tao sẽ làm thịt mày như thế nào? Mau đạn! Ông nội, chúng ta thả nó đi đi. Cháu này,
Ban đầu cháu nói muốn mua để nó làm bạn, bây giờ lại muốn thả nó đi. Nếu cháu thật sự muốn thả nó, vậy sau này lấy ai làm bạn với cháu chứ? Cháu không đi được, cháu không muốn Mao Đản cũng giống như cháu, không bay đi được. Nếu cháu có bạn để chơi, thì nó ngược lại không có bạn. Cháu xin ông đó, ông nội. Được rồi, thôi để ông thả nó đây. Nhiều sao biết thế này á, lúc đầu cứ không mua nó làm cái gì. Mau Đản. Ê Nhị Ni à, cháu qua đây. Cháu qua đây xem này, mau nhanh lên. Mau Đản, có muốn lấy không? Không cho đâu. Nam mô A Di
Nam mô A Di Đà Phật.